Rồi thì một bạn có hỏi mình là anh ơi em mới xây kênh YouTube nhưng mà tuy nhiên đăng lên không có lượt view thì để khắc phục thì làm thế nào? Rồi thì mình cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Khi mà các bạn mà lập kênh YouTube mới ấy, thì thông thường YouTube nó chưa đề xuất cho các bạn luôn đâu, bởi vì là kênh này nó chưa có độ trớt. Vậy thì làm thế nào để kênh có độ trớt và có lượt view? Thì mình khuyên bạn là bạn nên lập một cái tài khoản TikTok. Sau đó chúng ta sẽ đăng cái nội dung của bạn lên cái tài khoản TikTok. Bởi vì hiện tại trên cái nền tảng TikTok nó rất có dễ lượt view và lượt follow dễ dàng hơn. Thì khi mà cái kênh TikTok của bạn mạnh rồi thì bạn hoàn toàn có thể kéo về được cái kênh YouTube của bạn. Thì từ đó cái kênh YouTube của bạn sẽ phát triển nhanh hơn. Thì bạn có để ý rằng là những cái bạn nào mà TikToker nổi tiếng ấy thì việc xây kênh YouTube của họ cũng rất là dễ dàng, bằng cái việc là họ đăng cái video TikTok của họ lên lên YouTube